Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số đang làm thay đổi môi trường kinh doanh và tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp, đòi hỏi những thay đổi trong cách thức hoạt động. Vậy thực tế những thay đổi đó diễn ra như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Kết nối cộng đồng, nắm bắt cơ hội. Đây là chủ đề của hội thảo vừa được tổ chức tại Hà Nội do hãng Sony và Microsoft đồng tài trợ. Tại buổi hội thảo này, ngoài việc tạo cơ hội gặp gỡ và giao lưu giữa các bạn trẻ với các chuyên gia nhằm cung cấp những thủ thuật hữu dụng trong việc khai thác triệt để Facebook, thì mục đích chính của các nhà sản xuất vẫn là giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình tới một lượng đông đảo các bạn trẻ vốn đều là những thành viên của Facebook, một cộng đồng mạng xã hội được coi là lớn nhất hành tinh. Với sự phát triển của Internet nói chung và cũng như của mạng xã hội nói riêng thì đã gần như đã thay đổi rất là nhiều trong cái cách thức kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể như là các doanh nghiệp khi đã tận dụng được các lợi thế thì có từ mạng xã hội, họ gần như có một cái cộng đồng số lượng rất là lớn. Cụ thể như việc như chúng ta đã có là gần 500 triệu người dùng trên Facebook, đó chỉ là riêng Facebook thôi. Ngoài ra còn chúng ta có rất nhiều các sự mạng xã hội khác như là Zing hay là Zoomi hay rất nhiều các mạng xã hội cộng đồng ở Việt Nam. Cụ thể của mạng của như là blog của như là Yahoo Plus chẳng hạn, rất nhiều các bạn mạng xã hội khác. Thì với khi doanh nghiệp mà nếu mà nắm bắt được các cơ hội tận dụng được cái cộng đồng người dùng mà đa phần là những người rất là trẻ trung, ham tìm hiểu, ham nắm bắt, ham tìm tòi như thế thì họ sẽ có một lượng khách hàng rất là lớn, rất là dễ dàng để quảng bá tiếp thị cái sản phẩm dịch vụ của họ đến cho khách hàng. Trong những năm qua, mạng xã hội đã từ một công cụ truyền thông cá nhân dành cho những người trẻ tuổi biến thành một phương tiện truyền bá được các nhà lãnh đạo kinh doanh sử dụng để giao tiếp với nhân viên và khách hàng. Bởi mạng xã hội đã biến việc truyền tải thông tin một chiều thành truyền tải thông tin tương tác hai chiều. Đây chính là lý do tại sao mà nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới của các hãng nổi tiếng như IBM, Apple, Microsoft đều sử dụng mạng xã hội một cách tích cực. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy gần như tất cả các nhà lãnh đạo, những thương nhân, những nhà người nổi tiếng, họ đều tham gia trên các cộng đồng mạng xã hội này. Tại vì đó là một cái kênh để phản hồi, họ thì tiếp nhận có thể tất cả các những thông tin có thể là tốt hoặc là chưa tốt từ về phía khách hàng hay là từ phía những người ủng hộ họ, hay để họ có thể từ đó hay có thể chỉnh sửa, định hướng lại cái cách thức kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp đó hay bản thân họ. Và trên thực tế bây giờ là có rất là nhiều hãng trên thế giới mà đi tiên phong trong chuyện đấy là hãng Apple. Họ đã làm chuyện này từ cách đây 3-4 năm rồi. Tức là trước khi họ đưa một cái sản phẩm gì ra thì họ đưa cái sản phẩm đó lên cái diễn đàn của họ, lên cái cộng đồng của họ. Ví dụ như là ở trên Facebook thì Apple họ đã có cái cộng đồng của họ từ cách đây 3-4 năm và bây giờ nó có khoảng chục triệu fan ở trên Facebook rồi. Thì họ đưa thử cái sản phẩm của họ lên cái cộng đồng đó và xem cộng đồng đó phản ứng như nào. Sau đó thì họ mới làm cái vi chỉnh cuối cùng về sản phẩm cũng như là về cái cách mà truyền thông cái sản phẩm. Rồi họ mới đưa chính thức ra công chúng. Thì bây giờ rất là nhiều hãng đã làm như thế rồi. Mạng xã hội nước ngoài đã vào Việt Nam từ rất lâu với số lượng thành viên ổn định, chi phí rẻ, hiệu quả cao, có sẵn được một lượng khách hàng lớn khoảng hơn 800 triệu thành viên. Facebook hiện đang là lựa chọn của nhiều người để mở rộng kênh bán hàng online bên cạnh sàn thương mại điện tử hay các sàn giao vặt. Thực ra để tham gia trên mạng thì thường là rất là đơn giản thôi. Bạn có một chút vốn để bạn lấy hàng, rồi bạn đăng ký một cái account ở trên website. Sau đó thì bạn tự quảng bá về cái sản phẩm của mình trên website. Tôi nghĩ là xu hướng sẽ càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều. Và nó cực kỳ là phù hợp với các bạn sinh viên rất là yêu thích kinh doanh. Tùng có rất là nhiều những người bạn trẻ kinh doanh ở trên mạng và tôi nghĩ đây là một hình thức kinh doanh rất là hay. Bởi vì thứ nhất á, là khi mà mình đã tạo được một cái network cho mình rồi, nghĩa là những cái người mà mình đã có ở trong cái trang xã hội của mình á, là những người ít nhất là có cùng một quan điểm hoặc là cùng một cái sở thích nào đó với mình rồi. Như vậy là việc đầu tiên là mình đã có một cái lượng khách hàng ổn định. Và từ lượng khách hàng đó, nếu mà mình tiếp tục làm tốt cái lĩnh vực của mình á, thì từ một người đó có thể nhân ra tới 100 hoặc là 1.000 người khác. Như vậy là việc làm tốt marketing ở trên mạng, cho dù đó là một cái doanh nghiệp rất là bé mang tính cá nhân hay là một doanh nghiệp lớn, thì nó đều rất là có ích. Hãng tìm kiếm Google hiện đang có những hoạt động chứng tỏ quyết tâm chiếm lĩnh thị trường mạng xã hội. Facebook đã có hơn 800 triệu thành viên, con số 1 tỷ người dùng được dự báo sẽ đạt được trong tương lai không xa. Điều đó cho thấy mạng xã hội đang khẳng định thế mạnh vượt trội so với các phương tiện truyền thông khác thông qua những tính năng ưu việt của mình.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài ưu thế về tính lan truyền mạnh mẽ, nhanh chóng trong cộng đồng người dùng, một thế mạnh khác của mạng xã hội là các cá nhân doanh nghiệp có thể đối thoại và tương tác trực tiếp hai chiều với khách hàng của mình, trực tiếp lắng nghe phản hồi của khách hàng về sản phẩm dịch vụ để có sự điều chỉnh phù hợp. Và như vậy, mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một môi trường kết nối trên Internet mà còn tạo ra nhiều cơ hội trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm. Nhận thấy Facebook là công cụ hiệu quả với tính năng lan truyền rộng, người bạn trẻ này đã quyết định lập tài khoản cá nhân để giao bán hàng áo phông tại đây. Cách tiếp cận kinh doanh này cũng đã thu hút được một lượng khách đáng kể vào tham quan gian hàng và thu được kết quả khả quan. Mình kinh doanh được khoảng hơn một năm rồi và thấy cái lượng người dùng like cái trang của mình cũng ngày càng tăng dần. Hiện tại bây giờ là gần 7.000. Và cái lượng khách hàng của mình sẽ được trải rộng ra, không chỉ ở riêng Hà Nội mà có thể ở các tỉnh khác, có thể ở cả trong Sài Gòn. Tại Việt Nam, Jingmi được đánh giá là một trong những mạng xã hội có số thành viên đông đảo và khả năng tương tác tốt. Các thương hiệu Việt khác như Tầm Tay cũng được coi là đang có những lợi thế nhất định. So với các phương thức truyền thông khác, thì việc quảng bá các sản phẩm dịch vụ trên mạng xã hội có khá nhiều ưu điểm nổi trội. Với số lượng người dùng đông đảo, tính lan truyền và tính tương tác cao, mạng xã hội không chỉ có khả năng kết nối mà còn là môi trường lý tưởng cho các hoạt động quảng cáo tiếp thị. Tôi có thể ví dụ một cái như thế này, ví dụ như là một hãng nước ngọt họ ra một cái sản phẩm mới. Thì theo một cách truyền thống ấy, người ta sẽ làm một cái quảng cáo về cái sản phẩm đó và họ đưa cái quảng cáo đó lên trên TV hoặc lên báo. Và người dùng khi mà xem cái quảng cáo đó thì cũng có những người người ta thích nhưng mà phần lớn người ta sẽ cũng không để ý lắm. Bởi vì những cái quảng cáo như thế trong mấy chục năm vừa rồi nó đã quá là nhàm chán với người dùng rồi. Và người dùng bây giờ người ta nói chung là không thích một cái cảm giác là họ đang là một cái đối tượng của một cái việc quảng cáo gì đó. Thế nhưng mà ngược lại khi mà hãng sản xuất đó họ đưa cái sản phẩm đó ra ấy, và họ một cách khéo léo họ thu xếp để một cái thành viên, một cái thành viên khá là nổi tiếng nào đó trên một cái mạng xã hội nói về nó, nói rằng là tôi đã dùng rồi, tôi thấy rất hay, thì tự nhiên là hàng ngàn cái người bạn của cái thành viên đó sẽ biết việc đó và họ sẽ cái tốc tỷ lệ mà họ chấp nhận cái thông tin nó rất là cao. Và sau đó thì những cái người đó, mỗi người họ lại có rất là nhiều bạn, và như tôi nói, nó truyền theo cấp số nhân. Và cái thông tin quảng cáo đó nó lặng lẽ, nó đi thấm vào trong xã hội và mọi người đều nghĩ rằng là mình đang nghe một cái lời khuyên nào đó của bạn bè hơn là cái việc là quảng cáo trực tiếp. Đấy là cái cách mà cực kỳ hiệu quả để quảng cáo. Với những album cưới như thế này, cuộc thi đám cưới của tôi được tổ chức thường niên trên mạng xã hội Tầm Tay đã thu hút được sự chú ý đông đảo của các bạn trẻ và các studio kinh doanh áo cưới. Chỉ sau 4 năm tổ chức, số lượng các studio gửi ảnh dự thi đã lên tới hàng ngàn album cùng với sự góp mặt của hơn 200 studio. Điều này đã phần nào cho thấy các cá nhân, doanh nghiệp hay các nhà khai thác quảng cáo đã nhìn thấy mạng xã hội thực sự là một môi trường khá lý tưởng để truyền đi các thông điệp trong kinh doanh. Thực ra trong điều kiện Internet bùng nổ như ngày nay, nó không chỉ trở thành cái phương tiện kết nối những bạn trẻ với nhau, mà nó còn trở thành một cái kênh truyền thông rất là hữu hiệu cho nhiều đơn vị và doanh nghiệp. Đặc biệt là qua cuộc thi ảnh đám cưới của tôi trên mạng xã hội Tầm Tay trên VN, thì nhiều studio ảnh cưới đã biết tận dụng nó để trở thành một cái đơn vị PR cho chính thương hiệu của họ. Tính năng lan truyền và kết nối cộng đồng của mạng xã hội hiện đang là lợi thế lớn nhất để các cá nhân, các đơn vị kinh doanh chọn lựa làm kênh bán hàng và quảng bá sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng cung cấp nhiều công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những nhóm khách hàng cùng chung độ tuổi, chung sở thích. Qua đó giúp cho việc chăm sóc nhóm khách hàng tiềm năng của mình được tốt hơn, gửi được thông điệp đến đúng đối tượng khách hàng. Ở Việt Nam mình thì cái việc các cá nhân sử dụng mạng xã hội thì bản thân nó là một cái kênh thông tin hai chiều, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ đóng góp, có thể ý kiến tích cực hay là tiêu cực. Chính vì thế nếu mà những doanh nghiệp tận dụng tốt cái này thì sẽ là một kênh chăm sóc khách hàng rất là tốt để nâng cao cái dịch vụ khách hàng của mình. Với việc bỏ ra khoản phí nhỏ, thậm chí là không mất chi phí cho việc quảng bá thương hiệu, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu lại được những kết quả khả quan từ mạng xã hội. Tuy nhiên, với khả năng tương tác hai chiều, mạng xã hội cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên nỗ lực tự hoàn thiện mình với những sản phẩm dịch vụ thực sự uy tín. Có như vậy, hoạt động kinh doanh mới đạt được tính ổn định và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại ở Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp vẫn tập trung vào giao dịch mà ít quan tâm đến dữ liệu để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Trong khi đó, dữ liệu là mục tiêu để nâng cao sự nhận biết của khách hàng, thu hút sự quan tâm của họ và xây dựng lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu của mình.
Và những điều này sẽ có được nếu các doanh nghiệp biết khai thác triệt để những ưu thế vượt trội mà mạng xã hội đã mang lại. Đó là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Open Việt Nam ngày hôm nay. Như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung mà chúng tôi đã phát sóng. Việt Nam chính thức hạ trần lãi suất huy động xuống 13% một năm. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trước thông tin hạ lãi suất ngân hàng. Việt Nam tìm phương thức duy trì thị trường xuất khẩu gạo. Một năm sau và bài học kinh nghiệm từ trận đại địa chấn Nhật Bản 2011. Những thay đổi trong kinh doanh thông qua mạng xã hội. Tôi là Khánh Long. Còn tôi là Mai Phương. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Open Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.